Lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân phối hợp cùng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức khánh thành bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình anh Trinh 26, trú tại thôn 2, xã Đà Long, huyện Nam Sách. Ngôi nhà cấp 4 được xây dựng trên diện tích 60m² từ nguồn kinh phí được hỗ trợ 80 triệu đồng trích từ Quỹ vì người nghèo của quân chủng Hải quân. Lữ đoàn 162 đã bàn giao cho xã quản lý, thanh toán theo các hạng mục thi công để đảm bảo tiến độ và đúng mục đích. Số tiền còn lại do địa phương hỗ trợ thêm và gia đình tích lũy. Anh Trinh Hà Sáu, sinh năm 1997, người dân tộc Cơ Ho, là quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ về địa phương. Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có đất canh tác, vợ chồng làm nghề tự do, công việc không ổn định, hai con còn nhỏ, được bộ đội hải quân hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới kiên cố, khang trang, cùng quà tặng là tivi, đồ gia dụng thiết yếu, giúp gia đình anh ổn định cuộc sống. Phát biểu tại buổi bàn giao nhà đại đoàn kết, Thượng tá Vũ Viết Bằng, Phó Chính ủy Lữ đoàn 162 cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Ban tuyên giáo tỉnh ủy Lâm Đồng, Đảng ủy, chính quyền, nhân dân địa phương đã tạo điều kiện giúp đỡ công sức tiền của xây dựng ngôi nhà đoàn kết. Kinh phí hỗ trợ tuy không lớn nhưng thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ hải quân với hậu phương quân đội nói chung và gia đình quân nhân xuất ngũ trên Hà Sáu nói riêng. Dịp này, Lữ đoàn kết hợp tổ chức tuyên truyền biển đảo 200 lượt cán bộ đảng viên nhân dân, già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Đà Long và xã Đà Tông. Qua đó tiếp tục lan tỏa sâu rộng tình yêu biển đảo, củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân.